What's up guys? Ăn chuối đi em. Thôi. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ cùng review thêm cho các bạn một con bàn phím nữa. Thì con bàn phím này thì có rất là nhiều cái khác với lại những con bàn phím bình thường và nó cũng giá khá là rẻ. Thì bây giờ mình sẽ cùng giới thiệu cho các bạn nhé. Đây chính là con bàn phím của chúng ta. Các bạn có thể nhìn thấy một con cá heo khá là khen tuộc ở đây. Đây là con cá heo nhưng mà hình như là cá heo sát thủ đấy. Đó. Thì con này chính là con của thằng Redstone. Vì trước đây mình đã có review một con Redstone ROK10M rồi. Thì đây chính là bản nâng cấp của con đấy. Đây là con ROK30M cũng đến từ Redstone luôn. Và nó sẽ có một cái thiết kế được nâng cấp tốt hơn. Đây, mình sẽ chiến giá chi tiết từng cái một nhé. Đầu tiên thì các bạn có thể thấy là cái con này nó vẫn giữ được cái kiểu dáng thon gọn và sẽ không có phần thừa ra, nhưng nó sẽ tích hợp thêm một cái kê tay rất là ngắn ở đây. Cái tay này thì không quá dài, các bạn có thể thấy là cái chiều dài của nó thì ngắn chỉ bằng khoảng bằng 2 đốt ngón tay thôi, như thế này. Tuy nhiên thì do là nó hơi ngắn mà khi mà để cái tay lên thì nó sẽ hơi khó chịu một chút, tại vì nó sẽ không có đủ đáp ứng quá dài, thì các bạn cũng có thể gỡ ra, tại vì cái này là cái tay tháo rồi. Ở đây có logo của cái thằng Redstone, con cá heo sát thủ đấy. Thì mình sẽ có thêm một cái vài cái chi tiết đặc biệt nữa, mình sẽ nói luôn. Đây, như này. Thì đầu tiên đó chính là các bạn có thể nhìn thấy các cái phần viền của con này. Phần viền của con này sẽ được ở trên mặt trên này nó sẽ được bọc một cái lớp kim loại và phần viền nó sẽ được vát cặn như thế này. Vát cặn CNC, tức là cắt cặn thì kiểu diamond cắt ấy. Đấy. Nó sẽ có một cái đường sáng bóng lên xung quanh, nhìn khá là đặc biệt. Cái này kiểu dạng như là cũng có một số con nó cũng có, ví dụ như con S300 cũng có đấy. Đó. Và ở đây chúng ta sẽ có các cái nút thông báo, ví dụ như khóa Windows, Winlock, khóa nút Windows, Scroll Lock, Cap Lock và Num Lock. Và những cái nút này thì nó vẫn được làm bằng khắc bằng kim loại luôn và được làm nổi lên. Ở đây cũng có các đường diamond cắt nhìn khá là tinh tế, nó rất là đặc biệt ở chỗ cái con đấy. Ngoài ra thì chúng ta có thể thấy được là cái con này nó có cái dây khá là ngắn như thế này. Nhưng mà thực sự là không phải là vì dây nó vốn ngắn như vậy đâu nhá. Dây nó rất là dài. Nhưng mà cái đặc biệt ở đằng sau đây. Cái mặt sau của nó. Đó. Các bạn có thể thấy mặt sau của nó thì nó sẽ có một cái đường ngoằn ngoèo như thế này. Một cái đường ngoằn ngoèo chạy dài đây. Đó. Thì cái đường này chính là cái đường đi dây. Nếu như mà các bạn thấy cái dây của con này nó quá vướng víu mà mình có sẵn các cái cổng USB ở ngay trước mặt cái màn hình này luôn rồi. Thì mình trên bàn của mình ấy, hoặc là các bạn dùng laptop mà thấy nó vướng quá thì các bạn cũng có thể là dùng cái đường đi dây này. Mình sẽ đút hết dây vào đây và nó sẽ rất là gọn. Đó, như thế này. Nó sẽ đi dây vào đây hoặc là mình có thể cho ra đầu này hoặc đầu này. Rất là đơn giản. Tuy nhiên thì cái này nó không có giữ dây chắc chắn lắm nên các bạn có thể độ thêm cái gì đấy vào đấy thì cũng được. Tùy. Đó. Và nó vẫn có hai cái lẫy để nâng bàn phím, hai cái lẫy này rất là to và ở đây cũng có cao su để chống trượt luôn. Đó. Thì các bạn có thể thấy ở đây là cái kê tay, khi mà muốn tháo cái kê tay này ra thì các bạn chỉ cần vặn hai con ốc này nhé. Đó là một cái điểm trừ, rất là vì mình phải vặn ốc thì mới gỡ ra một cách dễ dàng được, còn nếu không thì rất là khó. Nó không như những cái thằng khác thì có thể là mình gỡ ra trực tiếp luôn. Đấy, thì đấy là cái điều khá là lạ với những cái con phím này. Mình rất là thích cái đường đi dây như thế này, tại vì nếu mà mình có sẵn các cái cổng USB ngay trước mặt rồi, cho nên mình không cần phải dây nhựa quá dài, cắm nó cổng sau thì nó sẽ lằng nhằng. Đó. Và ngoài cái thiết kế mà kim loại có diamond cắt khá là ấn tượng, thì con này có một cái nữa mà đáng cần chú ý, đó là cái phần viền của nó là rất là gọn, giống như con Zero vậy. Đấy, quá gọn luôn. Và dây cáp của nó cũng sẽ được làm khá là dày, tuy nhiên lại không bọc dù, nhưng mà rất to và chắc chắn. Có cổng, có cả chip chống nhiễu đây, và đầu USB được mạ vàng. Đây, đấy, rất là sành điệu. Rồi, ok, mình sẽ vào thêm chi tiết về phần led. Vâng, và sau khi em ấy đã lên đèn
trong một cái điều kiện trời khá là tối như thế này thì nó lên đèn rất là đẹp. Và cái con này led của nó rất là sáng, và nó khi các bạn nhìn ở đây thì các bạn có thể thấy là cái dưới chân nó sáng, nhưng thực ra ở ngoài thì mình chỉ thấy nó sáng ở tại các cái phần hiển thị, tức là các cái chữ ở đây thôi, các cái chữ ở đây, chứ còn thực ra dưới chân nó đều không có sáng lắm, là nó chỉ sáng ở chỗ cái phần chữ thôi, nhìn rất là độc và nó hơi có một cái gì đó nó đơn giản thôi nhưng mà lại thanh thoát. Với lại cái con này nó cái đèn led của nó sẽ là theo đường dải dọc như thế này chứ không có theo từng hàng ngang như các con khác. Thì nó sẽ tạo có cảm giác khá là lạ. Và cái led của con này rất là sáng các bạn. Rất là sáng, luôn sáng hơn nhiều so với những cái con mà mình đã từng review. Thì khi nào các bạn có thể thử trải nghiệm trên tay thì các bạn mới biết được đó, cái độ sáng của con này. Đấy. Khá là ngon. Vậy con này có bao nhiêu chế độ thì mình sẽ thử luôn các cái chế độ cho con này nhé. Với lại cái form chữ của con này nó cũng không có, cũng rất là đơn giản, nó không có nhiều cái rườm rà. Đấy. Đây là chế độ lượn sóng, nhưng mà lượn sóng kiểu con sâu lướt lên lướt xuống. Thì chế độ lượn sóng này lại có hai kiểu, là vừa sáng tất cả nhưng mà vẫn có lượn sóng. Đó. Đây là chế độ breathing, tức là chớp tắt. Khi mà mình ấn FN nút lên này sẽ là tăng giảm độ sáng. Đó. Khi nào xuống hết cỡ thì nó sẽ nháy báo, hoặc là lên cao sáng hết cỡ thì nó sẽ cũng sẽ báo luôn. Ngoài chế độ chớp tắt thì chúng ta sẽ có chế độ bấm phím nào tỏa ra. Đấy là chế độ được khá là nhiều các bạn trẻ ưa thích. Nhưng mà thực ra thì chế độ này không có hữu dụng lắm khi mình chơi game các bạn ạ. Thì khi mà mình bấm game thao tác thì nó sẽ rất là lóa mắt, chỉ để lòe thiên hạ thôi. Đó. Đây là chế độ waving. Chế độ waving này nó sẽ chạy từ trái sang phải. Mình cũng có thể chuyển hướng nó từ phải sang trái và tăng giảm tốc độ. Đó. Chế độ này là chế độ sáng hết bình thường. Đây là chế độ tùy chỉnh. Khi mà các bạn muốn chỉnh led thì mình có thể ấn FN một lần nữa thì sẽ vào chế độ tùy chỉnh. Thì mình muốn phím nào sáng thì mình sẽ ấn phím đấy, và tắt thì mình cũng ấn thêm một lần nữa. Đó. Rất là đơn giản. Mình có thể tùy chỉnh chẳng hạn như các cái nút mà chuyên dùng để đánh game. Đó, như thế này. 1 2 3 4. Đấy. Sau khi các bạn ấn đã chỉnh xong rồi thì các bạn ấn FN và ấn nút N để nó lưu lại. Thì cái này nó sẽ có nhiều cái memory, tức là cái bộ nhớ từ 1 đến 9 thì mình có thể tùy chỉnh. Mình mặc định của nó là mình đang ở chế độ số 1 đấy. Rồi tiếp theo sẽ là chế độ, đó là ấn phím nào sáng phím đó. Chế độ này thì có rất là nhiều trên các cái dòng phím cơ rồi. Rồi, chúng ta đã có những cái chế độ đơn giản như vậy thôi. Nhưng chủ yếu của con này đó là led nó khá là đẹp, thì mình chỉ để ở chế độ thường là chế độ waving hoặc là chế độ sáng hết thì đã nhìn rất là đẹp rồi, không cần phải nhiều. Đấy. Với lại thêm cái con bàn phím này nó có thiết kế cũng rất là gọn nữa. Và cái con này nó được sử dụng là switch của Blue. Switch này là của thằng con switch này là của thằng bên để mình xem được coi nó của thằng nào nhé. À, con này là dùng switch của Otemu, Blue Switch. Thì nó sẽ có các cái nhựa xung quanh đây để giữ cho keycap chắc chắn hơn. Khi mình ấn nó sẽ không bị lung lay. Đó. Thì con này dùng Blue Switch của Otemu. Tuy nhiên thì khi mình ấn không có keycap thì nó tiếng nó cũng kêu khá là to, nhưng mà mình bỏ keycap vào tiếng nó lại giảm đi đáng kể. Mình cũng không hiểu vì sao. Keycap của con này thì được làm chi tiết rất là cẩn thận, nó không có phần lem hay thừa của các cái chi tiết nhựa ở phía bên trong, nhìn rất là cẩn thận. Đó, mình đánh giá cao ở cái phần này. Đấy, thì mình sẽ thử luôn cái tiếng kêu của con này khi mà mình gõ văn bản nhé, với tốc độ. Đó. Ok. Để mình zoom camera vào gần hơn để nghe tiếng của keycap nhé. Rồi, sau khi mình đã để camera vào sát trong bàn phím thì mình sẽ thu lại cái tiếng của con này.
Và mình sẽ nói luôn là cái tay của con này nó sẽ hơi ngắn cho nên sẽ khó mà để hết được tay lên. Chỉ để dành cho những cái người nào mà có tay ngắn, nếu có tay dài thì sẽ hơi khó thao tác. Rồi, mình sẽ gõ luôn một đoạn văn bản cho các bạn xem. Đấy. Thì các bạn có thể thấy là tiếng của con này gõ cũng kêu khá là to, nhưng không phải thuộc dạng là kêu nghe điếc tai, mà nó tiếng của nó khá là thanh chứ không nghe tắt tắt quá lớn. Tiếng click của nó không có quá lớn đấy. Thì về các cái phần như là phím nút cắt này và nút shift, các cái nút mà có start đi kèm thì nó sẽ kêu không được, có tiếng click nó không được to và nghe tiếng không có tiếng của lò xo, nó nghe giống như là tiếng đập 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 vào thì nghe rất là đã tai, chứ không như những cái bàn phím cơ khác. Nói chung với tầm giá tiền như thế này thì khó mà có thể có một con bàn phím mà có cái độ chuẩn xác và cũng như đẹp như con này thì cũng rất là hiếm. Đấy, thì cái con này được cái nữa là cái phông của nó mình thấy rất là đẹp nhé, cái phông chữ của nó đấy, các bạn có thể nhìn thấy cái phông chữ của nó. Tuy rằng nó là cũng là thuộc dạng phông chữ tàu thôi, nhưng mà nó làm rất là đơn giản, không có nhiều cái màu mè các cái ký tự ở trên. Đó. Khiến cho con bàn phím của mình nó toát ra một cái vẻ gì đó rất là đơn giản thôi, không quá màu mè. Đấy. Rồi, đây là phần trên tay của mình về con bàn phím này. Nếu mà các bạn thấy hay thì có thể like và subscribe. Và mình có để sẵn link mua sản phẩm ở phần phía dưới phần mô tả của video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.